Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả anh em một mẫu giày lười mới. Mẫu giày có mã là GL5691 và được nhập khẩu tại Hồng Kông. Mẫu giày này thì được thiết kế và làm lên bằng 100% bằng da bò thật, được sản xuất trên công nghệ dây chuyền rất là hiện đại, nên là tạo ra được cái lớp da này rất là mềm, êm, đi rất là thích, rất là chất lượng. Ở bề mặt trên phần mu giày thì có một cái đai ngang có in logo của Gucci, và tất cả những cái logo nhỏ của Gucci đều được in chìm trên da của sản phẩm này. Phần sau này cũng vậy, lót cũng thế, đế cũng vậy, rất là đẹp đúng không anh em? Mẫu giày này để mà nói kết hợp với lại là tất cả, có thể kết hợp với tất cả loại quần và đi lên chân rất là sang, rất là trẻ trung, rất là đẹp. Hiện tại thì sản phẩm này bên mình đang sale chào hè với giá chỉ còn là 980k, một mức giá rất là hợp lý cho tất cả anh em yêu thích dáng giày lười, giày mọi. Hiện tại thì bên mình đang có rất nhiều chương trình giảm giá, chào hè, tri ân khách hàng. Cho nên là nếu anh em nào ưng mẫu sản phẩm này thì hãy nhanh tay để lại ngay số điện thoại bên dưới video. Bên mình sẽ có nhân viên liên hệ lại để giúp tất cả các bạn đặt hàng. Hiện tại bên mình đang hỗ trợ hoàn toàn cho khách hàng 100% phí vận chuyển. Đồng thời là nếu anh em nào anh em khi anh em nhận hàng ấy thì có thể là mở hàng kiểm tra đi thử rồi mới phải thanh toán, để cho anh em yên tâm là bên mình đăng sản phẩm thật và bán cũng thế. Mẫu giày này thì bên mình đang bảo hành 1 năm về da nha anh em. Nếu trong thời gian sử dụng là anh em nếu có bị tự nhiên bong tróc nổ về da thì bên mình sẽ hỗ trợ đổi mới cho tất cả anh em. Còn nếu về keo về đế thì bên mình bảo hành trọn đời. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.